Hiền xin gửi lời chào thân thương nhất tới quý cô chú và anh chị đang theo dõi kênh mua bán xe đã qua sử dụng của nhà Tùng Bách Thái Nguyên, có địa chỉ duy nhất tại tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Dạ vâng, trong video ngày hôm nay thì em Hiền xin phép được lên những cái mẫu sedan đang có sẵn tại Tùng Bách Thái Nguyên. Mẫu sedan là cái mẫu xe không những có ngoại hình đẹp, option nhiều mà còn được rất là nhiều quý anh chị lựa chọn để phục vụ cho gia đình. Vì nói thật là đi một chiếc xe bỏ ra vài trăm triệu, sở hữu những cái mẫu xe nhìn đây này, các bác nhìn thấy không? Chỉ cần nhìn thôi là đã cảm thấy rất là thích, rất là phê rồi đúng không ạ? Và hiện tại mẫu sedan của nhà Tùng Bách Thái Nguyên thì đang có rất là nhiều xe luôn. Em có từ Hyundai Accent là những chiếc xe thuộc phân khúc hạng B, em có cả Cerato xe hạng C, Elantra cũng có, rồi Mitsubishi Attrager, Mazda 6, rất là nhiều mẫu xe luôn. Và video này thì em Huyền sẽ quay chi tiết từng xe để cho các bác theo dõi. Tại vì là có lẽ là như các bác cũng thấy rằng những cái xe này thì em đã đều báo giá qua rồi, và có những xe thì đã quay từng chi tiết rồi, nhưng mà nó lại quay rời rạc không đủ tất cả mọi xe. Hôm nay quay tổng hợp như thế này để tiện cho các bác xem là cái xe nào mà các bác đang thích và xem được chi tiết của xe đấy trước khi đưa đến quyết định là có gọi điện cho em, sau đó là xuống tiền và chốt em đấy không nha. Đầu tiên thì mình sẽ sang phía bên này trước các bác ạ, vì bên này em đang có hai chiếc xe sedan để quay cho các bác trước, sau đó sẽ sang bên kia. Đi từ số ít đến số nhiều luôn mọi người ạ. Bắt đầu sẽ là một chiếc xe sedan hạng B đời cao 2020, nhưng mà giá thì rất là hợp lý luôn. 272 triệu đồng bỏ ra là các bác đã sở hữu ngay mẫu xe Attrager, trang bị máy 1.2 siêu tiết kiệm nhiên liệu nha các bác nhá. Nói thật là cái bọn này mà không tiết kiệm thì chắc chẳng còn bọn nào tiết kiệm hơn nữa đâu ạ. Bình thường thì những cái con xe mà trang bị máy 1.2 thường là những xe thuộc phân khúc hạng A. Còn sang hạng B sedan như thế này thì chỉ duy nhất có Attrager thôi. Như Soluto thì máy của nó cũng là 1.4 rồi. À đây, về ngoại hình thì các bác cũng có thể thấy là con này mang cái ngoại thất màu xám xi măng. Và như cũng đã trình bày ở rất là nhiều video rồi, xe nào mà đã để sẵn ở trong salon như thế này rồi thì chắc chắn 100% là cái phần ngoại thất của xe đã được sơn tỉa nếu như có sơ sát, hoặc là đánh bóng và dọn dẹp nội thất, nên chắc chắn nhìn qua các bác sẽ không thấy còn vết xước. Tại vì thật ra là khi mình bỏ ra số tiền dù ít hay là nhiều thì đối với tất cả các khách hàng mua xe, nó đều là một khoản tiền lớn đúng không ạ? Và salon em thì lúc nào cũng sẽ cố gắng hoàn thiện cái sản phẩm mình bán xe nhất, để khi các bác đến và sở hữu xe thì nói chung là nó là đẹp, nó là hoàn mỹ 100%, các bác không có gì chê trách được luôn ạ. Con này thì nó là bản số sàn mà, nên là nó hoàn toàn chưa được trang bị cảm biến trước và cảm biến sau theo xe đâu. Và con này thì chủ cũ người ta cũng chưa độ lên. Nếu như bác nào mà có nhu cầu muốn độ lên thì có thể độ thêm cái cảm biến sau cũng được. Nó cũng chỉ loanh quanh hơn 1 triệu thôi các bác nhá, hoàn toàn không đắt. Đây, quay vào nội thất này này, cái quan trọng là phải xem vào nội thất các bác ạ. Vỏ viết thì nó chỉ là xước sát ngoài da mình không tính đến. Nội thất bên trong thì như các bác cũng thấy là con này đã có ghế da rồi nhá mọi người nhá. Và đây là các bác nhìn thấy chưa, chủ cũ đã lên một cái màn hình Zetech. Đây, cái màn hình này khá là đắt đỏ đấy, loanh quanh cũng chục triệu, vì màn hình thì có rất là nhiều loại. Những cái màn Android thường khoảng tầm 4 đến 5 triệu nhưng màn Zetech là màn đắt nhất luôn. Đây em quay vào cái phần vô lăng cho các bác xem nhé. Số sàn nên ở trên vô lăng hoàn toàn nó không có tích hợp bất kỳ cái nút gì đâu. Nói chung là vì giá thành nó là giá thành rẻ mà nên là nhà sản xuất người ta cũng cắt đi nhiều những cái tính năng, những cái option để đảm bảo cho xe. Đây, để các bác nhìn cái củ số này, đẹp đúng không? Tại vì là số sàn mà lên, nếu như xe nào mà đi nhiều ấy, củ số là nơi mà thường xuyên phải cầm nắm này, và cái phần áo số này nó sẽ bị, thứ nhất là nó có nét này, thứ hai là nó rách bị xấu, và cái này thì nó sẽ bị mờ hết. Tuy nhiên con này thì các bác thấy đấy, mới như trong hãng luôn, 46.000 km, cái sản phẩm này đi rất là ít. 2020 tính đến bây giờ thì nó cũng đã rơi vào khoảng 3 năm sử dụng rồi, mà 46.000 km thì đây là một chiếc xe đi hoàn toàn không nhiều đâu các bác nhá. Ghế sau, khoang sau thì cũng không phải là chật chội, khá là rộng rãi. Cái dáng sedan này nó sẽ có một cái ưu điểm hơn so với cái dáng hatchback, đấy là nó sẽ có cái cốp rộng và dài hơn, thì mình có thể chở được đồ nhiều hơn, và cốp của nó là cốp riêng biệt. Nó cũng sẽ hạn chế cái mùi, nếu như mình để cái đồ gì đó có mùi, nó không như mấy con sedan hạng A thì nó sẽ chung cùng với cái khoang sử dụng các bác nhá. 272 triệu đồng thôi là quý anh chị sẽ sở hữu ngay chiếc xe Mitsubishi Attrager phiên bản 1.2 MT đời 2020, xe đã có sẵn tại nhà Tùng Bách Thái Nguyên. Còn riêng về vấn đề pháp lý thì nhà em lúc nào bán xe ra cũng mặc định là bao rút hồ sơ cho các bác rồi, nên các bác hoàn toàn yên tâm vấn đề đấy ạ.
Bên này thì em đang có một chiếc xe cũng thuộc phân khúc xe đang hạng B nữa, nhưng con này nó có thể gọi là B cộng luôn. Nó có cái không gian sử dụng chiều dài trục cơ sở gần giống với lại xe đang hạng C, nhưng giá thành thì lại hợp lý hơn rất là nhiều. Nhắc đến cái chiếc xe này thì quá là nhiều bác ưa chuộng, thực sự là đi trên đường có khi phải thế đến 7-8 xe là xe Vios rồi. Con này nó là Toyota Vios E bản CVT, số tự động đấy các bác ạ. Sản xuất 2022, lăn bánh có 1.400.000 km, màu này cũng là màu ghi bạc nha các bác nhá. Màu này rất là sáng, sạch, và đặc biệt cái dòng Vios này có cái màu ghi và màu vàng cát là hai cái màu mà cảm thấy là vô cùng hợp với con Vios luôn. Form mới nên các bác nhìn cái phần nó thiết kế này, nhìn nó cũng đẹp hơn, nó cũng trẻ trung hơn so với form cũ rất là nhiều đúng không ạ? Đi ít nên là lốp vẫn còn zin theo xe nhá. Đây em quay vào đây để cho các bác xem cái dàn lốp này. Lốp trước đây nhưng mà vẫn dày, tua lốp các thứ vẫn còn nguyên. Quá là đẹp đúng không? Na răng thì không một vết xước. Hiện tại chiếc xe này thì đang mang biển kiểm soát Thái Nguyên. Tuy nhiên chủ đầu tiên của xe thì nó lại là chủ Hà Nội, gốc Hà Nội. Nên bác nào mà về Hà Nội hoặc về Sài Gòn thì sẽ không mất 20 triệu tiền biển đối với cái sản phẩm Vios E sản xuất 2022 này các bác nhá. Nội thất bên trong đây rất là rộng rãi. Rất là rộng rãi vì nó gần giống với hạng C mà. Đây các bác nhìn xem, quá mới đúng không? Thật sự là mới phấn lên luôn. Mở cái con này ra là chắc chắn em khẳng định rằng bác nào mà đang đích thị tìm cái xe này và đến với Tùng Bách Thái Nguyên các bác chốt luôn. Vì xe nó quá đẹp, quá tươi. Km thì đi ít như vậy, 1.400.000 chuẩn luôn. Vô lăng ở trên những cái điểm tì tay này, em quay vào những cái điểm đấy. Đấy, đúng rồi. Các bác thấy vân da là rõ nguyên đúng không? Rồi củ số em quay cho bác xem. Đấy các bác thấy không? Đẹp không? Táp ly, táp lô hoàn toàn không có xước răm gì luôn mọi người ạ. Quá là đẹp. Đấy các bác nhìn này. Mua xe cũ đã qua sử dụng, đành rằng biết rằng mặc dù là xe người ta đã dùng rồi, nhưng khi mình mua mình lựa chọn được những cái sản phẩm mà chủ cũ nó giữ gìn, nó còn đẹp như thế này, thì các bác dùng các bác cảm thấy nó cũng gọi là thích hơn rất là nhiều đúng không? Mua xe cũ thì ví dụ như là có bạn bè ai đấy hôm nào đi xe của mình mà lên cái xe bảo mới như này, người ta kiểu gì cũng bảo là ê à, mua xe cũ nhưng mà mới thế nhở, không khác gì xe mới, tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nghe phấn khởi chứ đúng không? Nếu mà mua con nào mà nó kiểu như là nó già, xe nó cọc cạch rồi, nó sọc sạch, nhìn nó không ngay ngắn là kiểu gì cũng bị chê. Và nếu như mà muốn nhận lời khen đấy thì chắc chắn các bác phải đến với Tùng Bách Thái Nguyên, vì em đảm bảo với các bác rằng xe nào nó cũng đẹp như trong tranh luôn, toàn xe tuyển mà lị. Con đấy là 460 triệu đồng các bác nhé. Vios E 2022 bản CVT bản số tự động ạ. Bên này thì em đang có rất là nhiều những cái mẫu sedan để cho anh chị có thể lựa chọn luôn. Em có Mazda 6 này, Mazda 6 này đang có hai con nhá mọi người nhá. Bình thường thì có báo với các bác là có hai con nhưng mà thường chỉ lên sóng một cái con nâu này vì con trắng là đi dọn dẹp đánh bóng. Đến hôm qua mới về. Nhưng mà hôm qua thì em lại quay xe 7 chỗ. Sẽ có rất là nhiều bác hay thắc mắc là tại sao mà dọn dẹp mới đánh bóng lại lâu như vậy đúng không? Tại vì thật ra là nhà em dọn xe rất là kỹ, bọn em không kiểu là làm qua loa đâu. Nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm giao trọng trách. Còn khi mà xe mới về thì em cũng đã quay cái tình trạng xe mộc cho các bác xem. Nếu như mà nó có cái vấn đề gì là cũng báo thẳng. Và các bác cũng đã xem được xem là khi cái xe Mazda 6 màu trắng này về nó đẹp như thế nào rồi đúng không? Bây giờ thì cùng nhau đến với con Mazda 6 màu trắng này trước nha. Phiên bản 2.5 là bản cao cấp nhất, sản xuất 2016. Hiện tại đang mang biển kiểm soát Thái Nguyên. Con này lăn bánh 8.200.000 km. Vừa mới dọn xong nên phần thân vỏ không có xước sát gì luôn. Xem luôn vào phần máy móc. À đây, ngó qua cái phần lốp trước các bác ạ. Vì xe cũ là rất là quan tâm đến lốp. Cảm biến trước là cũng có rồi này. Lốp đây, các bác nhìn nhá. Đây là lốp của xe. Cái phần lốp xe cũ rất là quan trọng. Tại vì sao ạ? Nếu như cái xe nào mà lốp nó mòn rồi, nó quá mòn rồi, thì khi các bác mua về các bác sẽ phải khoảng tầm nửa năm, một năm là các bác sẽ phải lên một bộ lốp mới. Mà lốp mới thì nó khá là đắt, loanh quanh cũng phải chục triệu cho bốn quả lốp. Còn con này thì nó cũng đã được lên dàn lốp thứ hai và rãnh lốp rất là sâu, các bác có thể lăn bánh thêm khoảng từ 4 đến 5 vạn km nữa. Mazda 6 có hai chế độ nhớ ghế nhá, có ghế chỉnh điện nhá. Và đây các bác nhìn đi, nội thất da ghế của Mazda là cái có cái tính chất là da rất là mềm, rất là dễ nhoăn, nếu như xe nào đi nhiều, nhoăn tít thò lò luôn. Nhưng mà con này các bác thấy nó vẫn căng đẹp như thế này luôn nhá. Các bác thấy tuyệt vời không? Bác nào mà yêu thích dòng Mazda chắc các bác đều hiểu và đều đã tìm hiểu và hiểu rõ được cái tính chất của cái da Mazda rồi. Con này phải gọi là nội thất
đạt điểm 10 luôn mọi người ạ. Đấy là đối với một chiếc xe cũ 8.000 km và chiếc này thì zin toàn bộ từ máy móc cho đến động cơ, hộp số và kể cả là keo chỉ nhá. Cam kết trên văn bản và bao trách cho các bác thoải mái luôn. Chiếc xe này em sẽ chào bán cho quý anh chị với giá là 460 triệu đồng. Zin trừ sơn xi thì xuất sát mình sơn tỉa lại không tính. Mua xe qua sử dụng mà bảo là đòi sơn zin thì chắc chắn là không có, mà đặc biệt chiếc này lại còn là từ 2016 cơ. Nhưng nhà em cam kết từ phần máy móc, khung gầm, thân vỏ các thứ này này, nó là đều còn nguyên bản nhà sản xuất. Rất là đẹp và rất là rộng rãi đúng không? Con này thì nó zin em bán là 460 triệu đồng. Nhưng ở dưới này em có một con màu nâu này thì cũng đã có một video riêng cho em nó. Tức là mọi thứ từ máy móc, động cơ, hộp số của nó vẫn là zin và hoàn toàn không có xảy ra cái tình trạng là bị ngập nước hay là bị đâm vào phần đầu răng sắt xi. Cái này là chắc chắn rồi. Nó chỉ bị lỗi một chút phần thân vỏ phía cánh cửa ở ghế trước bên phụ. Đã có một video chi tiết anh Nam quay về cái con xe này rồi. Và chính vì nó có một chút khiếm khuyết nhỏ về phần thân vỏ như vậy nên chiếc xe này cũng được bán với giá thấp hơn. Vẫn là cùng đời 2016 và cũng là 2.5 phiên bản cao cấp nhất. Nhưng chiếc này em chỉ bán là 440 triệu đồng thôi. Dũng em sang bên kia để quay cho bác xem phần nội thất bên trong của chiếc Mazda 6 này nha. Màu nâu. Đây có cả lịch sử nhắc bảo dưỡng hãng đây này các bác này. Đây các bác vào đây. Đây tháo ra để em tháo cho bác xem. Đây, lịch sử nhắc bảo dưỡng hãng của con Mazda 6 này đây mọi người này. Quá đẹp đúng không? Cả hai con Mazda nhà em về cái phần nội thất của nó phải gọi là mới tinh luôn. Có ấy, bọn này có cửa sổ trời là cái chắc chắn rồi vì đây là phiên bản cao nhất mà. Tích hợp vô lăng đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Rất là hiện đại luôn vì đây nó là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D đúng không? Mazda 6 là hạng D, quá là đẹp. Khẳng định với các bác rằng nó phải gọi là quá là đẹp luôn các bác ạ. Mở ra là thấy chim ưng luôn đúng không? Đây các bác nhìn những cái chi tiết mà có thể hao mòn trên xe. Đầu tiên là nội thất ghế thì mình vừa xem rồi đúng không ạ? Phần vô lăng này. Đây em quay vào phần vô lăng cho các bác xem này. Ở cái điểm này vân da các thứ vẫn còn rõ nguyên. Rồi củ số nữa. Đây các bác nhìn xem. Con nào mà chủ xe không giữ gì nhá, một là cái phần này nó sẽ có xước. Và cả đây nữa này, nó sẽ thường xuyên hay bị xước. Và cả phần cánh cửa nữa, nhất là bên ghế phụ kiểu như là vợ con hay ngồi ấy, thì nó sẽ dẫn đến xước sát nhiều hơn so với ghế lái này. Nhưng con này hoàn toàn không có. Nhà em thì làm xe thực sự là rất là kỹ, chọn những cái xe đi ít chất xe nó còn tươi để bán cho các bác. Tại vì là bán xong thì cũng rất là muốn là các bác mua về là các bác chỉ việc đi thôi, chứ còn không phải cứ vài ngày lại phải sửa thế này, vài ngày sửa cái kia thì những cái xe đấy bọn em không làm đâu. Nói thật luôn với các bác như vậy. Xe như nào là bọn em quay và bán đúng tình trạng, đúng giá trị của xe. Nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của salon ô tô Tùng Bách. Và các bác có thể đưa đi check hãng hoặc check thợ thoải mái. Con này thì người ta đã lên một cái cam hành trình rồi đây này mọi người này. Cái cam này thì thật ra là nó cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thôi. Nhưng mà nói chung là mình mua xe cũ, nếu như chủ cũ người ta lên được cái đồ gì thì mình cũng lợi cái đồ đấy luôn đúng không ạ? Và con này thì em sẽ chào bán với giá là 440 triệu đồng quý anh chị nhá. Giá hợp lý hơn một chút xíu ạ. 440 triệu đồng cho chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5 màu nâu sản xuất 2016 này luôn ạ. Bên đây thì em đang có một số cái mẫu sedan hạng B, hạng C nữa này. Sẽ bắt đầu với lại ba con xe hạng C này luôn. Một chiếc Hyundai Elantra và hai chiếc Kia Cerato. Elantra thì hiện tại nhà em còn duy nhất chiếc này thôi. Sản xuất 2020, trang bị máy 1.6 MT số sàn mọi người ạ. Chính vì là số sàn nên giá của nó cũng rất là hợp lý, 415 triệu đồng. Con này thì đi có 3.000 km thôi. Em ơi vào bên kia cho các bác xem nội thất luôn đi. Lốp thì rãnh lốp còn rất là dày. Lượn qua cái phần lốp cho các bác xem nhé. Xong là vào phần nội thất bên trong luôn ạ. Lốp thì còn khá là sâu và dày. Nội thất bên trong, điều đầu tiên điểm cộng cho cái chiếc Hyundai Elantra 1.6 MT số sàn này là gì? Nguyên bản của nó là ghế lỉ và chủ cũ đã lên cái bộ ghế da. Ghế da thì nó sẽ có cái ưu điểm đấy là dễ vệ sinh hơn, sạch sẽ hơn, đỡ mùi hôi hơn. Nói chung là đã bảo rồi, mua xe cũ, chủ cũ lên cho cái gì là mình được lời cái đấy. Đã lên thảm trải sàn trùng màu với ghế da luôn này. Đã lên một cái màn hình Android cho các bác có thể tiện sử dụng. Nói chung là cái màn Android này thì nó led hơn, mình có thể xem YouTube các thứ là thoải mái. Hơn 3 vạn, vô lăng cực kỳ đẹp, khẳng định với các bác luôn. Đây các bác nhìn, vừa đẹp vừa đều nhá. Tất cả những cái chi tiết trên xe nó đều vô cùng tươi xe. Nhìn các bác qua những cái điểm này, các bác có thể thấy được xem cái chất lượng của con xe này như thế nào. Rồi vô lăng này,
Giờ củ số này, đây các bác nhìn củ số, đặc biệt là cái phần áo số này, em nói thật luôn, số sàn là cứ phải hay như này này, đấy. Thì những cái này là nếu mà con nào đi nhiều ấy, nó cứ bị ghép nấp xong mà bị gấp như này này, xong bắt đầu làm kiểu như là nó, cái chỗ này nó bị mòn đi vì gấp xong nó cứ di chuyển như này này, rồi dẫn đến cái tình trạng là bị chóc. Nhưng các bác thấy con này nó mới dã man luôn, đây các bác nhìn xem. Các bác có thể trên video nó sẽ không được rõ bằng ở ngoài, chứ ở ngoài thì nó mới dã man, kể cả cái phần này. Mặc dù đời 2020 nhưng xe đi rất là ít. Trên cái phần táp ly các bác nhìn các bác thấy nó mới. Nói chung là chẳng chê gì vào được cái con này, nhưng mà không biết sao nó nặng duyên nặng số với nhà em thế không biết được nữa. Hyundai Elantra 1.6 MT các bác nhé. Sản xuất 2020 và lăn bánh 3 vạn 2.000 km. Sẽ được bán với giá là 415 triệu đồng. Năm nay giá xe thì vô cùng hợp lý, bỏ ra khoảng tầm nhô 400 là các bác đã sở hữu một mẫu sedan hạng C rồi. Nếu như mà vào thời điểm năm ngoái để sở hữu chiếc này chắc các bác cũng phải bỏ ra khoảng tầm 470-480 đấy mọi người ạ. Ở đây thì em đang có hai chiếc hạng C nữa, Kia Cerato và Elantra là hai chiếc xe mà bán chạy nhất trong phân khúc hạng C và cạnh tranh nhau rất là nhiều luôn. Hai con này thì nó đều là bản số tự động. Con màu đỏ này nó là bản 1.6 Dulux, sản xuất năm 2021 và đi hơn 3 vạn km. Còn con màu vàng này của em thì nó là bản 2.0 AT, là phiên bản cao nhất của Cerato vào cái năm 2018 vì nó chỉ có 1.6 và 2.0 thôi. Con này thì loanh quanh có 7 vạn km và thực sự là giá bây giờ quá là hợp lý luôn. Có 430 triệu đồng là các bác đã sở hữu một mẫu xe số tự động này là bản full, được trang bị rất là nhiều option. Thử vào bên trong xem nó có option gì nha các bác nhé. Option đầu tiên của con này đấy là có cái cửa sổ trời này. Đấy, thứ hai là nó có ghế chỉnh điện và hai chế độ nhớ ghế. Hai chế độ nhớ ghế đây này các bác này. Ghế chỉnh điện luôn, da ghế rất là sạch, rất là đẹp. Đời 2018 đến bây giờ đi loanh quanh 7 vạn cây, mỗi năm loanh quanh hơn 1 vạn, khoảng tầm 1 vạn 3, 1 vạn rưỡi km, hoàn toàn là một chiếc xe sử dụng rất là ít luôn. Con này em khẳng định là không ai để chạy dịch vụ cả, vì nó là 2.0. 2.0 thì nó sẽ có cái ưu điểm đấy là rất là vọt ga, rất là khỏe. Nói chung là các bác cứ tùy theo cái nhu cầu của mình để các bác lựa chọn một cái sản phẩm. Bác nào mà thích tiết kiệm thì lấy 1.6, mà bác nào thích kiểu như khỏe khoắn thì các bác có thể lựa chọn sang cái phiên bản này. Con này thì thực sự là mặc dù nó là đời 2018, gọi là form cũ của Cerato rồi, có thể có nhiều bác thấy là form mới đẹp hơn, nhưng mà form này nó cũng hoàn toàn không xấu đâu nhá. Vô lăng thì tích hợp full luôn, chả thiếu cái gì. Từ đời 2018 mà cái bọn Kia này này nó đã làm đẹp như thế này rồi. Bát còi các thứ các bác thấy mới không? Đây, để đồ ở dưới này. Đây các bác nhìn này, cần số này. Thực sự là Kia Cerato là cái mẫu xe của Hàn mà người ta rất là chú trọng vào cái hình thức, tại vì là nó phải cạnh tranh rất là nhiều với xe Nhật mà. Mà muốn cạnh tranh với xe Nhật thì về chất lượng thì bây giờ nó xem nhau, nhưng chắc chắn để muốn bán được hơn thì người ta phải làm nó đẹp hơn, từ ngoại thất cho đến những cái bài trí option ở bên trong. Đây các bác nhìn cái con này, cái phần này nó cũng đây, nó cũng kiểu nghiêng một chút xíu về phía người lái, chứ nó hoàn toàn không nằm ngang như những cái xe khác nữa rồi. Người ta làm lồi cái phần này ra. Khoang sau của con này thì rất là rộng rãi nha các bác nhá. Khoang sau của bọn này thì cực kỳ là rộng rãi luôn. Đây các bác nhìn xem, hạng C mà. Hạng C. Đây, các bác thấy ghế sau của nó có mới và đẹp không ạ? Con này em bán là 430 triệu đồng. Nếu như bác nào mà thiện chí, các bác có thể gọi điện cho em Huyền theo số điện thoại ghi trên màn hình. Sau đấy thì em sẽ tư vấn cho các bác về cái vấn đề pháp lý, hoặc nếu như bác nào có nhu cầu làm ngân hàng thì chiếc xe này cũng vẫn hỗ trợ cho mình mọi người nhá. Còn ở bên này form mới rồi nên các bác sẽ nhìn nó có sự khác biệt rõ rệt ở phần ngoại thất bên ngoài, đặc biệt là phần đầu, từ phần đèn này cho đến thiết kế mặt ca lăng luôn mọi người ạ. Đèn form mới nhìn nó gai góc hơn, nhìn nó kiểu nhọn hơn, nhìn nó thể thao hơn so với lại cái form cũ một chút. Và mặt ca lăng thì cũng đã làm thiết kế là nhỏ hơn so với mặt ca lăng cũ. Cái này thì nó sẽ tùy form của các bác thôi, tức là bác nào thích cái form nào thì các bác lấy cái đấy tùy sở thích của mình. Nhưng mà về chất lượng của hai xe thì nó hoàn toàn là như nhau. Cả hai xe mặc dù chênh nhau đời nhưng đều được đảm bảo về phần chất lượng. Đấy là máy móc, động cơ, hộp số, keo chỉ là zin 100%. Kính cũng zin đét luôn, toàn bộ là kính zin theo nhà máy các bác nhá. Nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm. Và xem nội thất của con 1.6 này xem nó có khác biệt gì so với lại chiếc xe nội thất 2.0 không nhá.
2.0, mặc dù đời 2018 người ta không gọi là Premium nhưng mà nó cũng tương đương với lại cái bản Premium của đời 2021 bây giờ. Nội thất bên trong thì nói thật là tại vì là nhà em là ưu tiên và lựa chọn làm những chiếc xe đẹp ấy nên con nào cũng thế, mở ra là thấy thích ngay. Vì nội thất nó, thứ nhất là nó không có dấu hiệu bị xuống cấp, nó không rách, không sòn chỉ hay bị làm sao cả. Nó rất là sạch sẽ và rất là ngay ngắn vì đều là những chiếc xe đi ít mà. Lên mở ra các bác thấy rất là tươi xe và thấy rất là ưng, kiểu như là xe nào cũng thích. Con này thì quá là mới rồi vì đời nó cũng là đời cao 2021 các bác nhìn này. Ở những cái điểm này ngày xưa ấy, đây này, người ta em đoán là người ta dán bóng nên hoàn toàn không có xước sát gì luôn. Da số này này, đấy đẹp và mới luôn. Các bác nhìn các bác thích luôn, em thề với các bác quá là đẹp luôn. Bản 1.6 Duelex này thì nó sẽ khác với bản Luxury. 1.6 Luxury rõ nhất là cái con này nó sẽ không có cửa sổ trời. Còn đối với phiên bản 1.6 Luxury thì sẽ có cửa sổ trời. Nhưng bản đấy thì nó cũng phải đắt hơn khoảng tầm 30 triệu. Còn như con này thì em chỉ bán là 495 triệu đồng. Đấy các bác bảo bây giờ giá xe có rẻ không? Bỏ ra 495 triệu đồng là các bác đã sở hữu Kia Cerato rồi mà lại còn đời cao 2021. 1.6 rất là tiết kiệm nhiên liệu mọi người nhá. Quá là đẹp. Và bên đây thì lại một chiếc xe màu đỏ nữa mà anh Huyền xin phép được giới thiệu cho quý anh chị trong video ngày hôm nay, là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B. Con này là Hyundai Accent cùng với lại Toyota Vios, thì Hyundai Accent là những chiếc xe hạng B cộng rất là rộng rãi. Nó có cái trục rộng gần với lại xe hạng C luôn mà giá thành thì lại rất là hợp lý. Con này nó là phiên bản đặc biệt có trang bị cửa sổ trời, lăn bánh 3 vạn km. Sản xuất 2022, mang biển kiểm soát Thái Nguyên, full lịch sử bảo dưỡng hãng cho các bác. Và sẽ được chào bán với giá là 475 triệu đồng mọi người nhé. Và xem nội thất bên trong của xe đi ạ. Ê, lốp này. Lốp và la răng của cái form mới này rất là đẹp đúng không các bác? Lốp thì dày và cái mặt la răng này, đây này, nhìn la răng đi các bác. Nhìn thiết kế nó kiểu trẻ trung và đẹp hơn rất là nhiều so với form cũ. Nội thất bên trong thì thực sự là chả có gì để chê cả. Nó mới và nó đẹp dã man luôn. Đấy các bác thấy không? Ưng không? Full lịch sử hãng nên các bác có thể nói chung là riêng phần chất lượng các bác không phải lo rồi. Vì thứ nhất là nhà em đảm bảo, thứ hai là con này nó lại còn có cả lịch sử hãng để các bác check thì có thể chê vào đâu được nữa đúng không ạ? Có cửa sổ trời đây nhá các bác nhá, có cửa sổ trời đây. Đấy, bản đặc biệt mà, duy nhất trong phân khúc hạng B là có cửa sổ trời Hyundai Accent đấy. Hơn 3 vạn cây, quá là đẹp đúng không? Còn nếu như mà bác nào cũng đang thích Hyundai Accent nhưng mà cảm thấy màu đỏ này vẫn chưa hợp mệnh thì phía bên này em đang có một chiếc Hyundai Accent cũng là bản đặc biệt nữa, nhưng mà là sản xuất 2023 các bác nhá. Lăn bánh có 1 vạn km thôi. Đây, em mời các bác sang phía bên này. 2023 mới không ạ? Đời cao không ạ? Bây giờ không có một cái xe nào có thể đời cao hơn cái con xe này nữa rồi, vì năm nay mới là 2023 thôi ạ. Lăn bánh vỏn vẹn 1 vạn km, mở ra vẫn thơm mùi mới. Xe thì không có một vết xước nào luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất con này luôn. Ôi dồi ôi, bên trong không khác với lại cái con 2022 là bao, vì đây đều là những chiếc xe đời cao và đi ít mà. Đây, ôi này, mở ra là vẫn còn cái mùi da, nói thật với các bác là cái mùi da xe mới là nó không được thơm đâu. Bác nào mà đi là các bác phải treo thêm một cái lọ nước hoa để cho nó khử mùi, để cho nó thơm đi. Đời cao và đi quá ít như thế này thì chắc chắn là không có một cái vết xước sát hay là một cái gì đấy xảy ra ở cái phần táp ly và táp lô của xe được. Kể cả là vô lăng củ số nó vẫn đẹp y hệt như ở trong hãng. Nói chung là xe ở trong hãng mới như thế nào thì con này nó cũng như vậy luôn các bác nhá. Nhà em thì chỉ có một địa chỉ là tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên thôi. Nếu như bác nào mà đang muốn mua một mẫu sedan hạng B cũng có này, hạng C cũng có, hạng D cũng có thì các bác nhớ là phải gọi cho em Huyền theo số điện thoại đã ghi ở trên góc nhỏ màn hình. Salon em thì sẽ hỗ trợ trả góp cho toàn thể quý các bác nếu có nhu cầu tại miền Bắc và nhận vận chuyển xe trên toàn quốc. Nếu như bác nào đặt cọc xe của nhà Tùng Bách Thái Nguyên, các bác có thể yên tâm rằng nếu như đến xem xe mà không đúng với lại cam kết chất lượng của cửa hàng thì bên em sẽ hoàn lại tiền và chịu mọi chi phí phát sinh, và hoàn tiền ở đây là 100% các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai ạ.